Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube Thi Nguyễn. Trong clip này, em xin giới thiệu được các bác vài mẫu đồng hồ đeo tay size nam. Đồng hồ thụy sĩ dòng cao cấp Golden House đến từ thương hiệu Rado. Hàng em bán ra bao nguyên bản, nguyên zin, bao bộ máy chuẩn xịn thụy sĩ, bao hoạt động hoàn hảo cho các bác sử dụng. Mặt số zin chưa vẽ lại, kim zin, núm zin, cọc số zin. Các bác cần xem hình ảnh chi tiết, cần tư vấn hay là cần mua hàng, vui lòng liên hệ số điện thoại cũng như Zalo 0931008099. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc, các bác vui lòng chuyển khoản đủ giúp em, sau đó cho em xin địa chỉ. Em bao luôn phí ship tận nơi khi các bác nhận hàng, không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Đây là đồng hồ thụy sĩ đến từ thương hiệu Rado, dòng cao cấp Golden House có mã số 304. Size của đồng hồ là 37, cả núm chưa tính núm là size 35. Đồng hồ automatic chạy tự động, 3 kim, 1 lịch. Lịch có lúc ngay vị trí 3 giờ, lịch đỏ quanh năm. Đeo cái mẫu đồng hồ này lên tay sẽ có ý nghĩa may mắn cả năm. Ngay vị trí 12 giờ là logo nổi hình cái mũi neo đến từ thương hiệu Rado. Cái mũi neo này có thể xoay được nha. Khi mà các bác đeo lên tay mình di chuyển á, thì cái hình mũi neo này nó xoay theo cái động tác của mình. Và phía dưới là hàng chữ 30 Zevel, dòng cao cấp Golden House, ngay vị trí 6 giờ là logo hình cá ngựa, logo nổi. Và phía dưới là hàng chữ Quizmax, bộ máy chuẩn xịn thụy sĩ cho các bác sử dụng. Mặt số zin chưa vẽ lại, kim zin, núm zin, cọc số zin. Giá bán của đồng hồ này là 4.200.000, các bác chuyển khoản đủ, em bao ship tận nơi cho mình. Giỏ của đồng hồ lắc cơi vàng, dây đờ mi mạ vàng. Vậy bây giờ em sẽ quay ngoại hình của đồng hồ cho các bác tham khảo nha. Ngoại hình còn khá đẹp. Núm zin trên đồng hồ dập nổi hình mũi neo đến từ thương hiệu Rado. Tất cả đều nguyên bản, nguyên zin, hoạt động hoàn hảo. Giá bán rất là mềm, chỉ có 4.200.000. Mình đã xong một cái đồng hồ chuẩn xịn thụy sĩ, automatic chạy tự động đến từ thương hiệu Rado. Dây đờ mi của đồng hồ còn rất là đẹp. Và bây giờ em sẽ quay cận cảnh chi tiết mẫu đồng hồ này cho các bác tham khảo. Giỏ lắc cây vàng, kính zin, mặt số còn trải tia. Lịch có lúc ngay vị trí 3 giờ. Núm zin trên đồng hồ dập nổi hình mũi neo đến từ thương hiệu Rado. Nguyên bản, nguyên zin, hoạt động hoàn hảo. Và đây là nắp đậy mặt đáy của đồng hồ có mã số 304. Logo hình cá ngựa nổi đến từ thương hiệu Rado, đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ. Và đây là bộ máy của đồng hồ. Trên cái búa của đồng hồ có hàng chữ Rado 30 Zevel. Và bây giờ em sẽ xây búa để cho các bác xem cận cảnh chi tiết bộ máy của đồng hồ. Phía dưới là hàng chữ Rado Quizmax. Rất là nhiều viên đá ruby nằm rải rác xung quanh bộ máy của đồng hồ. Bộ máy chuẩn xịn thụy sĩ đến từ thương hiệu Rado cho các bác sử dụng. Và tiếp theo, đây là đồng hồ thụy sĩ dòng cao cấp Golden House đến từ thương hiệu Rado có mã số 305. Size của đồng hồ là 37, cả núm chưa tính núm là size 35. Đồng hồ automatic chạy tự động, 3 kim 1 lịch, lịch ngay vị trí 3 giờ. Ngay vị trí 12 giờ là logo hình mũi neo, logo nổi đến từ thương hiệu Rado. Và cái mũi neo này mình có thể xoay được. Phía dưới hình mũi neo là một viên đá ruby màu đỏ rất là đẹp. Ngay vị trí 6 giờ là hàng chữ Golden House. Và phía trên là logo hai cá ngựa, logo nổi. Và phía dưới là hàng chữ Quizmax, bộ máy chuẩn xịn thụy sĩ cho các bác sử dụng. Mặt số zin chưa vẽ lại, kim zin, núm zin, cọc số zin. Mặt số còn trải tia chiếu lấp lánh như vậy. Cọc số nổi bắt sáng rất là đẹp. Mẫu đồng hồ này các bác đeo lên tay rất là sang, rất là lịch lãm, rất là xứng đáng để các bác mua về mình sử dụng và sưu tầm. Giỏ của đồng hồ lắc cây vàng còn đẹp xuất sắc như vậy. Góc cạnh của đồng hồ hầu như không có hao mòn theo năm tháng. Núm zin trên đồng hồ dập nổi hình mũi neo đến từ thương hiệu Rado. Giỏ lắc cây vàng còn rất là bén cạnh, chưa hao mòn theo năm tháng. Mặt trải tia, nguyên bản nguyên zin, hoạt động hoàn hảo, dòng cao cấp Golden House. Giá bán rất là mềm, chỉ có 6 triệu thôi. Mình đã xong một cái đồng hồ chuẩn xịn thụy sĩ đến từ thương hiệu Rado như vậy. Giỏ của đồng hồ lắc cây vàng còn bén cạnh như vậy. Những cái suốt trên cái giỏ của đồng hồ còn nguyên si, hầu như chưa có hao mòn theo năm tháng. Dây da đà điểu, dây da xịn làm bằng hay mát thủ công. Nói chung các bác ưng ý thì mình mua ngay để mình sử dụng thôi, chứ không có cái điểm gì để chơi ở cái mẫu đồng hồ có mã số 305 này cả.
Và đây là nắp đậy mặt đáy của đồng hồ nè, đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ, logo hình cá ngựa nổi đến từ thương hiệu Rado. Và đặc biệt á, cái đồng hồ mã số 305 này có tới hai cái lớp đáy để bảo vệ bộ máy phía trong. Gòn zin trên đồng hồ còn đẹp xuất sắc như vậy. Đập vào mắt mình là hàng chữ Rado Wismax. Đây, bộ máy còn đẹp xuất sắc, mới chăng chát như vậy. Rất là nhiều viên đá ruby nằm rải rác xung quanh bộ máy của đồng hồ. Giá bán rất là mềm, chỉ có 6 triệu thôi. Mình đã xong một cái đồng hồ còn đẹp xuất sắc, bộ máy chuẩn xịn thụy sĩ đến từ thương hiệu Rado cho các bác sử dụng. Đồng hồ thụy sĩ dòng cao cấp Golden House đến từ thương hiệu Rado có mã số 306. Size của đồng hồ là 37 cả núm, chưa tính núm là size 35. Đồng hồ automatic chạy tự động 3 kim, 1 lịch, lịch ngay vị trí 3 giờ, lịch đỏ quanh năm. Đeo lên tay cái mẫu đồng hồ này có ý nghĩa dẫn đến may mắn cả năm. Ngay vị trí 12 giờ là logo nổi hình mũi neo đến từ thương hiệu Rado. Cái logo này nó có thể xoay được theo động tác của mình. Và phía dưới hình mũi neo là hàng chữ Rado. Hàng chữ này cũng được dập nổi luôn. Ngay vị trí 6 giờ là hàng chữ Golden House dòng cao cấp của thương hiệu Rado. Phía trên là logo hình cá ngựa, logo nổi. Còn phía dưới này là hàng chữ Wismax, bộ máy chuẩn xịn thụy sĩ cho các bác sử dụng. Tất cả những chi tiết cho mẫu đồng hồ này đều được dập nổi, làm tăng thêm cái tính sang trọng và đẳng cấp cho cái mẫu đồng hồ này. Mặt số zin trên đồng hồ còn trải tia chiếu lấp lánh như vậy, cộng thêm cái cọc số nổi, những cái chi tiết nổi trên cái mặt đồng hồ làm cho cái mẫu đồng hồ này trở nên sang trọng và cao cấp hẳn ra. Rất là đẹp nha, ngoại hình đẹp xuất sắc, tầm 95-98%. Núm zin trên đồng hồ được dập nổi hình mũi neo đến từ thương hiệu Rado. Và các bác thấy cạnh của đồng hồ nè, nó còn xước cạnh như vậy. Hầu như cái mẫu đồng hồ này rất là ít được sử dụng và còn bảo quản rất là kỹ, nên những cái xước xước mà lắc cây vàng trên cái vỏ đồng hồ này nó còn hầu như là nguyên vẹn theo năm tháng, mới chang chát, đẹp xuất sắc. Nếu điều kiện cho phép á, thì các bác nên mua những cái mẫu đồng hồ như vậy. Vừa sang trọng, vừa đẳng cấp và ngoại hình còn đẹp xuất sắc như vậy, rất xứng đáng để các bác mua về sử dụng và sưu tầm. Và đặc biệt ngay trung tâm của Kim Giờ Kim Phúc Kim Giây là có logo hình mũi neo luôn nè. Đẹp xuất sắc nha, hình mũi neo ngay vị trí trung tâm, nằm ở bên ngoài cái mặt kính của đồng hồ nha. Không có cái điểm gì để chơi ở cái mẫu đồng hồ này cả. Dây đờ mi trên đồng hồ còn rất là đẹp nha, đẹp xuất sắc như vậy. Ngay chốt khóa của đồng hồ có thương hiệu Rado. Và bây giờ em sẽ quay cận cảnh chi tiết mẫu đồng hồ này cho các bác tham khảo. Cạnh của đồng hồ chưa hao mòn, còn xước cạnh chiếu tia như vậy. Mặt thì nguyên bản, nguyên zin, còn đẹp xuất sắc. Tất cả các chi tiết cho cái mặt đồng hồ này được dập nổi. Ngay vị trí trung tâm kính của đồng hồ cũng có hình mũi neo luôn nè. Và đây là mặt đáy của đồng hồ, đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ. Và đây là nắp đậy mặt đáy của đồng hồ có mã số 306. Logo hình cá ngựa nổi đến từ thương hiệu Rado, đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ. Và đây là mặt trong của nắp đậy nè. Và đây là bộ máy của đồng hồ có mã số 306. Bộ máy đẹp xuất sắc, không có gì để chơi hết. Và bây giờ em sẽ xoay búa để các bác xem cận cảnh bộ máy của đồng hồ nha. Bộ máy chuẩn xịn thụy sĩ đến từ thương hiệu Rado cho các bác sử dụng. Rất là nhiều viên đá ruby nằm rải rác xung quanh bộ máy của đồng hồ. Ở đây thì mình sẽ thấy hàng chữ Swiss thụy sĩ, còn bên đây là cái mã của bộ máy. Nói chung các bác ưng ý thì mình mua về sử dụng thôi. Mã 304, 305, 306 tất cả đều là chuẩn xịn thụy sĩ đến từ thương hiệu Rado. Em bao hoạt động hoàn hảo, nguyên bản nguyên zin cho các bác sử dụng.